Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10, bộ sách I Learn Smart Word trên trang web olm.vn. Unit 3: Shopping. Đã bao giờ các em có những trải nghiệm không tốt khi mua sắm chưa? Cô tin câu trả lời của rất nhiều bạn là có. Và những trải nghiệm không tốt đó nhiều khi xuất phát từ chất lượng của chính sản phẩm mà chúng ta mua trong trường hợp này, chúng ta cần có phản hồi lại với cửa hàng. Và trong bài ngày hôm nay, chúng mình sẽ tìm hiểu từ vựng liên quan đến việc phàn nàn trong một cửa hàng điện tử, sử dụng mệnh đề bắt đầu bằng when và tìm hiểu sự biến đổi âm. Chúng mình cùng bắt đầu bài học với phần 1, vocabulary, phần từ vựng. Trong phần từ vựng ngày hôm nay, cô sẽ không trực tiếp đưa ra từ và nghĩa của chúng luôn. Thay vào đó, cô có các câu sau đây. Dựa vào ngữ cảnh, kem hãy đoán nghĩa của các từ được in đẫm. Cô có thêm gợi ý, đó là các từ này đều có chứa các tiền tố. Kem hãy dựa vào tiền tố này để có câu trả lời chính xác. Kem đã làm rất tốt. Trong câu số 1, chúng ta có từ disconnect. Từ này có chứa tiền tố dis. Tiền tố dis mang nghĩa phủ định trái nghĩa với từ gốc. Vậy chúng ta có connect là kết nối. Chúng mình suy ra được disconnect, có nghĩa là ngắt kết nối. Đừng bao giờ cố gắng sửa chữa máy bị hỏng mà không ngắt kết nối với nguồn điện. Câu số 2, chúng ta có restart. Tiên tố re bằng với again, lại lần nữa. Start là khởi động, vậy chúng ta đoán ngay được restart mà nghĩa là khởi động lại tại sao bạn không khởi động lại máy tính sách tay của mình đôi khi nó sẽ giải quyết được vấn đề câu c chúng ta có overheat over mang nghĩa là quá heat ở đây là động từ mang nghĩa là nóng lên vậy chúng ta có overheat mà nghĩa là quá nóng tôi nghĩ rằng động cơ đang quá nóng Hãy để nó nguội trước khi chúng ta sử dụng lại. Game cùng nhắc lại các từ mới. Disconnect. Restart. Overheat. Các em hãy làm tương tự với 4 câu tiếp theo nhé. Câu đi, chúng ta có receipt, đứng sau tính từ sở hữu your. Vậy ta suy ra đây là một danh từ. Chúng ta cần sự vật này nếu chúng ta muốn trả lại một món hàng. Vậy suy ra receipt chính là hóa đơn bên lai. Câu Y e, Warranty đứng sau tính từ two year. Vậy suy ra đây là một danh từ. Danh từ này chỉ khoảng thời gian mà chúng ta được sửa chữa các máy móc thiết bị một cách miễn phí. Vậy suy ra từ này chỉ bảo hành. Chiếc máy tính này được bảo hành 2 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí. Câu F, chúng ta có repair là động từ do chúng ta có try cộng to cộng động từ nguyên thể. Repair mang nghĩa là sửa chữa. Máy tính của tôi đã dừng hoạt động, tôi đang cố gắng sửa chữa nó. Câu G, crash cũng là động từ và động từ này đang ở dạng quá khứ đơn, khi máy tính crash thì màn hình bị đơ, không sử dụng được. Vậy suy ra crash có nghĩa là gặp sự cố. Máy tính của tôi lại gặp sự cố lần nữa. Một phút trước thì nó còn ổn, nhưng bây giờ thì màn hình bị đơ rồi. Chúng ta cùng nhắc lại các từ mới. Receipt Warranty Repair Crash Kết thúc phần từ vựng, chúng ta cùng chuyển sang phần 2, grammar, phần ngữ pháp. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn tập lại mệnh đề thời gian bắt đầu bằng when. Các em hãy cùng quan sát hai ví dụ sau đây. The internet disconnects when I play games. Internet mất kết nối khi tôi đang chơi trò chơi. When I tried to download a movie, the laptop crashed. Khi tôi cố gắng tải xuống một bộ phim, máy tính gặp sự cố. Từ hai ví dụ này, kèm hãy cho cô biết ý nghĩa của từ nối when. Rất chính xác. When có nghĩa là tại thời điểm khi mà. Chúng ta sử dụng when để kết hợp hai mệnh đề tạo thành câu phức. Mệnh đề when chính là mệnh đề chỉ thời gian. Đây là mệnh đề phụ thuộc, vậy nên nó không thể đứng một mình tạo thành câu hoàn chỉnh mà luôn đi cùng một mệnh đề độc lập, hay chúng ta còn gọi là mệnh đề chính. Cũng từ hai ví dụ này, kem hãy nhận xét về vị trí của mệnh đề when. À, mệnh đề when có thể đứng đầu câu hoặc đứng ở giữa câu. Khi mệnh đề when đứng ở đầu câu, chúng ta nhớ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề. Còn khi mệnh đề when đứng ở giữa câu, chúng ta không cần sử dụng dấu phẩy. Bây giờ, chúng mình cùng thực hành kết hợp các câu đơn tạo thành câu phức sử dụng mệnh đề when. Như cô vừa nói thì mệnh đề when là mệnh đề thời gian. Chính vì thế, mấu chốt để làm bài tập này đó là chúng ta xác định xem trong hai câu đơn đã cho Câu nào thể hiện thời gian? Chúng ta sử dụng sau mệnh đề quen. Câu nào diễn tả ý chính của câu? Chúng ta biến đổi thành mệnh đề chính. Ví dụ với câu số 1. Máy tính của tôi quá nóng. Tôi chỉnh sửa ảnh. Tôi chỉnh sửa ảnh chính là thời gian. Câu còn lại là mệnh đề chính. Vậy cô sẽ kết hợp hai câu này như sau. My laptop overheated when I edited photos. Máy tính của tôi quá nóng khi tôi chỉnh sửa ảnh. Kem hãy làm tương tự với ba câu còn lại nhé. Như vậy kem đều đã nắm chắc bài. Câu số 2, máy tính của bạn sẵn sàng sẽ là thời điểm, thời gian. Vậy chúng ta sẽ sử dụng câu này thành mệnh đề phía sau when. Chúng tôi sẽ gọi bạn khi máy tính của bạn sẵn sàng. Câu số 3, Tôi chơi trò chơi chính là thời điểm. Vậy chúng ta sử dụng mệnh đề này phía sau when. Máy tính của tôi gặp sự cố khi tôi chơi game. Câu số 4, tôi xem phim là thời gian. Chúng ta sử dụng câu này sau mệnh đề when. Internet mất kết nối khi tôi xem phim. Các câu vừa rồi đều sử dụng mệnh đề when ở giữa câu. Kem cũng có thể sử dụng mệnh đề when ở đầu câu. Và khi đó thì chúng ta nhớ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề. Kết thúc phần ngữ pháp, chúng ta cùng chuyển sang phần cuối, pronunciation, phần ngữ âm. Trong phần ngữ âm ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu hiện tượng thay đổi âm, sound changes. Cô có 3 từ quen thuộc sau đây. Kem hãy đọc to 3 từ vựng này. rất đơn giản được không nào? Chúng ta có can, i, take. Vậy các em hãy nghe câu có chứa các từ này và xem xem liệu chúng có được phát âm giống như vừa rồi không nhé. Can I take your phone number? Chúng ta thấy là can, i, take đã được phát âm thành can I take. Chúng ta có can chính là dạng phát âm yếu của can. Trong câu hỏi và câu khẳng định, nếu không có chủ đích đặc biệt thì thông thường chúng ta sẽ phát âm can ở dạng yếu là can. Đây là hiện tượng thay đổi âm phổ biến trong lời nói hàng ngày. Kim hãy nhắc lại câu này. Can I take your phone number? Như vậy trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã nắm được các từ vựng để diễn tả sự cố xảy ra với thiết bị máy móc. Mệnh đề với when và thay đổi âm trong cụm can I take. Kem hãy truy cập olm.vn để cùng cô kiến thức với các bài luận tập nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.